Cơn sốt trà chanh giả tay tại thành phố Hồ Chí Minh khiến nguyên liệu chính là chanh Quảng Đông Trung Quốc đổ bộ về thẳng chợ đầu mối chứ không đi nhỏ lẻ như trước. Hiếm có loại rau quả trái cây Trung Quốc nào lại được thị trường Việt Nam ưa chuộng và được tiểu thương bày bán, công khai giới thiệu xuất xứ như chanh thơm Quảng Đông do đang ăn theo xu hướng trà chanh giả tay. Khoảng 10 ngày gần đây, một số chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mặt hàng mới là chanh Quảng Đông. Đây là chanh nhập khẩu từ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, có kích cỡ lớn, vỏ xù xì, từng quả được bọc trong túi ni lông riêng, chuyên dùng để làm món trà chanh giả tay du nhập từ thị trường Trung Quốc. Trước đó, chanh thơm Quảng Đông chỉ được bán trên mạng xã hội và các trang thương mại điện tử với giá từ 75.000 đến 100.000 đồng một ký, thì nay được bán tại chợ truyền thống với giá 50.000 đồng đến 60.000 đồng một ký. Một điểm bán trái cây gần chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh có bán chanh Quảng Đông cho biết, hàng nhập từ chợ đầu mối để bỏ muối cho một số quán nước trong khu vực và bán lẻ cho một số khách về làm trà chanh giả tay. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, đại diện công ty cổ phần quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, chanh Quảng Đông về chợ đầu mối khoảng 10 ngày nay bằng container lạnh, sản lượng bình quân 12 tấn một đêm, giá bán sỉ từ 40.000 đến 45.000 đồng. Đây là mặt hàng mới phục vụ cho món trà chanh giả tay mới nổi. Còn nhu cầu dùng chanh bình thường thì người tiêu dùng nhà hàng, quán ăn, bếp ăn công nghiệp vẫn dùng chanh Việt Nam như trước. Theo ghi nhận, các loại chanh của Việt Nam như chanh giấy, chanh vàng, chanh không hạt hiện cũng đang trong giai đoạn giá cao so với bình quân năm ở mức 30.000 đồng đến 40.000 đồng một ký, nhưng vẫn thấp hơn so với chanh Trung Quốc.